khi chúng ta tu đó, định nghĩa của chữ tu là không phải là tụng kinh niệm Phật, mà định nghĩa của chữ tu là sửa. Cho nên chúng ta lại không hiểu cái ý của các ngài, mà chúng ta lại chạy theo cái hình bóng gọi là tu là phải ngồi tụng kinh niệm Phật, mà chúng ta quên đi là công đức nó đến từ đâu? Từ cái tâm, từ cái suy nghĩ, từ cái hành động. Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật rất là giỏi, nhưng mà cái tâm ta không vì người khác thì công đức nó cũng không có. Và cái tâm ta là tâm tà thì tự nhiên tất cả những cái tụng kinh niệm Phật của chúng ta đều cho người khác hết, nó không còn cái gì trong người của mình hết. Cho nên cái mà các ngài muốn nhắc nhở cho cái sự tu học tu tập của chúng ta là cái đầu tiên là chúng ta sửa mình. Chúng ta khi mà sửa mình, có tâm Bồ Đề rồi, thì cho dù chúng ta tu ít một chút, chúng ta cũng giữ trọn vẹn được phần công đức. Còn bây giờ chúng ta tu thật là nhiều mà chúng ta không có nghe Pháp, chúng ta không có hiểu Pháp, thì sân si chúng ta vẫn còn một chút lửa sân đốt hết rừng công đức của chúng ta. Và khi chúng ta nổi sân lên, chúng ta là cái tâm ma, thì tự nhiên ma lực nó xấu hết tất cả các lực tu của chúng ta không còn cái gì nữa hết. Và cái ca vừa qua Vân làm, họ nói rất rõ ràng, họ nói gì? Bộ cô nghĩ cô tu lào lào thuộc Lăng Nghiêm, lào lào là cô có công đức à? Và cảm ơn cô đã cho lực cho chúng tôi. Nhờ lực Lăng Nghiêm cô tụng mỗi ngày mà chúng tôi tăng thêm lực bên ma lực. Họ hút hết cái lực tu của mình thì rất là ổn lắm các vị. Cho nên là cái tâm chúng ta cực kỳ quan trọng, rồi mới tới cái tu của chúng ta. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp. Tâm ta như thế nào thì tất cả những cái sau đó nó sẽ y như thế đó. Cho nên tâm ta là tâm Phật thì chắc chắn tất cả những cái gì ta làm đều có công đức. Tâm ta là tâm ma thì tất cả những gì ta làm đều có những cái ma lực. Nó cũng giúp ta thành công. Tuy nhiên khi thành công lên tới đỉnh thì ta chỉ có một mình ta thôi. Đây là cái mà chúng ta không có nhận ra được ma và Phật nè. Ma có thể giúp ta tu không? Có. Ma có thể giúp ta từ thiện không? Có. Ma cũng có thể thúc giục các vị đi từ thiện nè, thúc giục các vị tu nè, thúc giục các vị làm chuyện tốt nè. Tuy nhiên cái sự khác biệt nè là tất cả những gì các vị làm đều là vì mình, điều là vì nghĩ tới mình. Đây là sự khác biệt nè. Tất cả những gì các vị làm, coi như là từ thiện, phóng sanh, tu tập, đều là nghĩ tới lợi ích của mình. Có nghĩa là một cái ví dụ như mình đi phóng sanh á, bỏ lên Facebook mình khoe cho cả thế giới đều biết ta làm chuyện tốt đó, ta làm chuyện thiện đó, là ta đó. Đó là họ háo thắng, gọi là vì mình. Còn Phật thì làm cũng y như vậy, nhưng mà tâm Phật là mình không có cái tâm ta, mà là cái tâm lợi cho chúng sanh, lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên chúng ta không có phân biệt được cái nào ma, cái nào Phật. Ma, hãy nhớ, họ cũng khuyên các vị đi làm thiện, họ cũng khuyên các vị giống như Phật vậy đó. Nhưng kết cuộc hết lại là họ muốn các vị ôm về mình, lợi lạc về mình, chứ không phải vì chúng sanh. Không phải tâm vì chúng sanh, làm với hình thức, làm mà muốn người ta tuyên dương, làm mà đúc cái chuông thì muốn khắc cái tên mình trong cái chuông, đúc cúng cái ghế ở chùa thì muốn đúc cái tên, để cái tên gia đình của mình, và in kinh ấn tống, rồi đi lo, đi truyền, đi nói ở tôi làm đó, cái chùa đó tôi có tên đó, rồi cái này cái kia. Có nghĩa là mình làm mà mình lại
muốn cho cả thế giới biết đó là tôi làm, và muốn công đức về mình, và muốn người ta khen mình. Khi người ta khen mình thì mình cười te tét, còn khi mà người ta nói cái gì mình bắt đầu mặt mình sẽ đổi sắc theo cái lời nói của người ta, đó gọi là ma. Còn tâm Phật các vị làm, các vị không không quên mất tiêu, không còn nhớ đến mình đã làm chuyện thiện. Ẩn nhất 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 có thể tâm chỉ có nghĩ về sự lợi lạc cho người khác thôi. Ngoài ra không có nghĩ về bản thân mình. Giống như Vân hay tìm đủ cách để kêu họ về bên Vân, nói là về bên tôi đi, bên tôi cũng vui lắm, và các vị muốn gì tôi cũng chịu được hết. Và họ nói cô không cùng tần số với chúng tôi. Cô không cùng tần số, tôi không thể gần cô được, bên cô không gì vui chân. Cho nên là họ đọc được cái tâm của mình, đọc được cái tâm. Cho nên các vị hãy nhớ tâm rất quan trọng. Các vị giữ được trọn vẹn công đức hay không, các vị có được lợi lạc hay không, chúng sanh có được lợi lạc hay không, tất cả đều ở cái tâm của chúng ta. Cho nên rất quan trọng là quán sát thân tâm chúng ta, chính ta mỗi ngày, để ta có thể đồng tâm Phật, làm đúng chánh pháp. Và hãy nhớ là không có ai có thể lôi ta đi đâu được hết, không ai có thể tác động ta được hết, không ai có thể chiếm ngự thân tâm ta được hết, nếu như ta là tâm Phật, không ai có thể làm gì được ta hết. Ta có lực tu, ta là con Phật, tâm đồng tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, trụ được cái tâm, tâm thanh tịnh, không ai có thể làm gì được các vị hết. Nhà các vị muốn họ vào, cho phép họ vào thì họ mới vào được. Còn các vị không cho phép, không ai có thể vào được hết, đặc biệt là những người có thể ra sát được. Cho nên hãy nhớ, có lực tu, có tâm Phật thì các vị rất là an toàn, không ai có thể tới gần các vị được hết. Hãy nhớ điều này. Tại sao họ không thể tới gần Vân được? Cho dù Vân có gọi, có mời, có kêu, họ không thể nào tới gần Vân được hết. Vì cái tâm, vì cái tâm, và vì không cùng tần số. Không cùng tần số. Các vị cùng tần số với ai, họ sẽ về về với các vị. Các vị cùng tần số với ma, họ sẽ lập tức xuất hiện để hỗ trợ các vị về cái tâm ma của các, cho cái tâm ma của các vị. Các vị cùng tần số Phật, các ngài lập tức đến để hỗ trợ cho việc làm Phật sự của các vị. Cho nên hiện bây giờ con cái nhà ai thì họ đang đến để nỗ lực đem con cái họ về đó. Vậy thì chúng ta là con ai, chúng ta cần phải quan sát thân tâm và kiểm soát thân tâm để xác định là ta là con ai, để đừng có bị người ta lôi mình về một cái nhà mà mình không muốn, tuy nhiên là vô tình lọt vào nhà của người mà mình không muốn, mà mình vì mình tâm đồng tâm họ cho nên mình mới về đội của họ được. Các vị nhé, hãy cố gắng giữ thân tâm của mình nhé, không ai có thể cứu mình được đâu nhé.